các cái pháp hội đặc biệt là pháp hội thời luân Kalachakla thì phải sinh hoạt nghe pháp tu tập trong suốt nửa tháng, và mỗi ngày như thế là từ sáng cho đến chiều tối luôn á. Cho nên giữa những cái thời sinh hoạt đó thường có dùng nhẹ, uống các loại trà sữa, ăn bánh ngọt và ít thực phẩm để có cái sức khỏe. Chúng ta đang nói đến cái phần lễ lạy đối với những cái vùng mà xứ lạnh. Cái việc lễ lạy là một cái hoạt động thể chất rất là quan trọng. Và mình thử hình dung mình sống trên cái độ cao như của Tây Tạng, như của Bhutan, các nước đó, thì nếu chúng ta lười và ít vận động thì cơ thể nó rất là yếu đuối, bệnh tật. Và chính cái sự vận động nó tạo cái dòng năng lượng nó được luân lưu và nó được tăng trưởng, nó giúp cho quân bình, giúp cho cái cơ nhiệt của con người nó tăng lên. Và đối trị với những cái sự lạnh buốt của thời tiết, môi trường xung quanh. Do đó thì chúng ta thấy cái văn hóa của các vùng Himalaya đã phát huy cái tinh thần lễ Phật. Và không chỉ là lễ Phật ở trong cái nơi thờ tự, trong tự viện mà hành hương, tam bộ nhất bái, đến thủ đô Potala, cùng Potala ở Lhasa, hoặc là đến các cái vùng núi thiêng như là Kailash. Phải nói rằng là khi chúng ta bước đến những cái không gian thiên nhiên đó, mà nó nằm cách biệt với đời sống của con người nhiều đó, chúng ta mới thấy cái sự linh thiêng, cái sự thanh tịnh, cái sự tuyệt vời. Chúng tôi đi Bhutan đi cả 5 ngày thôi, nhưng mà đến những cái vùng trời, đến những cái ngọn núi ở trên Bhutan đó, cảm thấy như là mình chạm vào một cái thế giới mới lạ lắm. Nó có một cái gì đó nó huyền bí và thiêng liêng. Ở trên nơi đó mình chỉ ngồi tĩnh tâm một chút, mình tụng một thời kinh, mình đi kinh hành trên đó, những cái ngọn núi đó cảm thấy như là một cái sự trải nghiệm vô cùng là sâu sắc và đáng nhớ. Và các vị biết là khi các đoàn mà đi đến tại Bhutan là đi đến cái Tiger Net. Tiger Net gọi là cái tổ con cọp á, cái chùa ở trên cái đỉnh núi, gọi là một cái kỳ quan á của xứ Bhutan á. Thì cái đoàn chúng tôi đi cũng 30 mấy 40 vị, lớn tuổi cũng có. Đi từ, các vị biết là đi từ 7 giờ sáng lên trên cái núi đó, rồi nghỉ trưa ở lại dùng trưa một chút, khoảng một tiếng đồng hồ, đi xuống dưới núi là 8 giờ tối. Tức là 7 giờ sáng đi đến 8 giờ tối là đi lên cái chùa Tiger Net ở trên núi đó thôi. Đi lên chắc cũng gần 4 tiếng á. Đi, lên cứ núi. Mà lên càng cao thì thấy nó càng thú vị. Mà mình đi vậy á, mà mình cảm thấy là mình cũng dữ dằn, nhưng mà có nhiều người lạy. Lạy từ dưới chân núi, mà lạy lên cái ngọn núi đó. Mà nó gập ghềnh khúc khuỷu, chứ không phải là nó có những cái nơi vực thẳm, vực sâu á. Không khéo là nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm luôn á. Nhưng mà bên đó việc mà lạy từ dưới chân núi đó, lạy lên trên cái đỉnh núi đó, lạy xuống cả một cái tâm nguyện, cả một cái hành nguyện đáng nể luôn á. Thì là khi mình đến đó mình mới thấy được vì sao họ cần phải lạy, cần phải có vận động. Vận động nó mới khỏe được. Còn tất nhiên là cái mùa nóng như thế này mình lạy 5-10 lạy mồ hôi ướt áo hết rồi, nó lại khác. Cho nên rằng là cái pháp mà lạy Phật là được phát huy một cách rất là tối đa ở trong truyền thống của các nước Himalaya, và được thể hiện qua cái hình ảnh gọi là tấm gương của các bậc tổ sư. Và trong cái giai thoại kể rằng có một lần Milarepa và các đệ tử của mình nhập thất, trong một cái khóa nhập thất đó lạy được 3,5 triệu lạy. 3,5 triệu. Như vậy là một ngày phải lạy mấy nghìn lạy. Mấy nghìn lạy như thế. Như vậy thì một bộ văn Phật thì lạy khoảng 2-3 ngày xong. Và chúng ta hồi trước
hồi 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 trẻ mới xuất gia thì chúng tôi cũng có cái nhân duyên lạy vạn Phật, lạy suốt mấy năm. Khi qua Ấn Độ cũng còn lạy, nhưng mà sau về về Việt Nam bận rộn quá không có thời gian lạy. Mà các vị để ý là khi mà mình lạy Phật á, mình có cảm nhận một cái cảm nhận là gì? Có thể là khi mình lạy Phật á, nó hơi mệt mỏi một chút, hơi có một cái sự nhọc nhằn một chút. Nhưng mà khi mình lạy xong một cái thời lạy Phật xong á, cơ thể mình nó nhẹ lắm. Cơ thể mình nó thanh lương lắm. Và cảm thấy như là mình đã đổi mới, mình thay đổi con người mình mới. Mình cảm thấy một cái niềm hạnh phúc lớn. Và khi mình lạy quen rồi, cái việc mà lạy nhiều cũng phải là vấn đề khó đâu. Thì lâu lâu mới lạy thì nó lại trở ngại, chứ còn lạy bình thường rồi nó quen à, nó quen. Mà qua Ấn Độ thì nể phục các vị Lạt Ma Tây Tạng mà về Bồ Đề Đạo Tràng sáng trưa chiều tối gì lạy 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 suốt cả ngày đó. Mà cứ lạy, mà mỗi người có tâm ván lạy, khiến tâm ván nó nhẵn, nó lõm xuống luôn. Lạy mà đến tấm ván nó lõm, cho nên là thường thường có cái bao tay, có cái tay để lạy. Còn mà đi lên núi lên thú lạy, nhắc bộ nhắc bái, tam bộ nhắc bái là chuyện bình thường mà ai cũng thích hết nha. Chúng tôi đi dẫn một cái đoàn đến tại chân núi Linh Thú tối hôm đó để sáng hôm sau để mà lạy. Những người mà lần đầu tiên đi sang Ấn Độ nghe nói lạy tam bộ nhắc bái từ dưới chân núi lên đỉnh núi cảm thấy sợ, đi mua găng tay, đi mua tất đồ mang trên gối đồ kỹ lắm. Cuối cùng họ nói phí quá, tại vì không cần. Khi mà mình lạy nó có một cái năng lượng tâm linh đó, những cái chuyện mà mệt mỏi đau nhức còn không có nề hạ, không có ý nghĩa gì đó, họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, dễ dàng vô cùng. Cho nên cái pháp lễ Phật là cái pháp chuẩn bị để chúng ta sám hối và chúng ta có một cái sự đổi thay trong cái pháp hành của mình. Thì có hai cách, một là lạy bằng tinh thần, là những cái lời xưng tán chân thành. Thứ hai là lạy bằng cơ thể, lạy một nửa, lạy hoàn toàn. Thế vậy thì cái lợi ích của việc lễ lạy ở đây thì có hướng đến là thứ nhất là tích lũy được công đức. Lễ Phật là một trong những cái pháp để tăng trưởng cái công đức lành của mình. Đó là một cái điều đương nhiên rồi. Thứ hai là chuyển hóa cái kiêu mạn, chuyển hóa cái bản ngã trong con người của mình. Cho nên cái việc lễ bái như thế là cả một cái sự nhận thức đúng. Giống như ngày xưa có một ông vua. Một ông vua mà ở tại Trung Hoa đó. Mỗi lần đi gặp một cái vị tỳ kheo đều xuống kiệu, xuống xe để lễ lạy. Có một quan ông ở trong cái bộ mà Hương Hoa Phượng Vườn Giáo Pháp có nói. Thì khi mà ông quan ông ngăn cản, nói là đại vương là bậc tôn quý cao nhất ở trong thiên hạ, trong vương quốc này, tại sao phải lạy những cái người đi khất thực chân không đầu trần như thế? Thì ông vua nói rằng ta lạy ngài trả lời rất là hay rằng là ta không phải là hạ mình đâu, mà ta đang tôn vinh, ta làm cho cái phẩm vị cao. Thì ông quan nói rằng ngài hạ mình, ngài cúi đầu như thế mà ngài nói là ngài đang tôn vinh cái phẩm vị của mình lên như thế nào? Thì ông vua mới trả lời rằng cái người á mà biết kính trọng các cái bậc xuất gia, các cái bậc sa môn như thế, đó là người đã thay đổi được cái sự tự cao tự mãn á, mà chiến thắng được cái tự cao tự mãn trong con người của mình, đó là một cái sự thành tựu vươn lên rất là khó trong tất cả những cái khó của đời người. Cho nên đó là một trong những cái cách để mà tăng trưởng được cái phước báu công đức và cái phẩm vị của một con người mình. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng là lễ bái là một trong những cái pháp để thay đổi được cái bản ngã, cái sự chấp thủ bám víu dính mắc. Thứ ba là tăng trưởng những cái phẩm chất tam bảo trong tâm. Cho nên là
khi mà tôn kính Tam Bảo, phẩm chất Tam Bảo ở đây là gì? Phật là tăng trưởng cái sự thanh tịnh, sáng suốt, tăng trưởng sự sáng suốt. Pháp Bảo là tăng trưởng cái sự tự ái, thương yêu. Và Tăng Bảo là tăng trưởng sự thanh tịnh hòa hợp trong con người mình. Và một cái kết quả thứ tư là tái sinh vào trong những cái nơi cao quý, gia đình cao quý, phước tướng, sức khỏe và được tôn kính. Nên mình thấy rằng là một trong những cái sự đổi thay rất là lớn, mà ngay cả đời hiện tại không phải đời sau đâu. Cái người mà càng lễ bái thì sức khỏe, thực hiện cái pháp lễ bái đó, sức khỏe tốt và cái sắc diện, cái tướng hảo của vị ấy nó thay đổi rất là nhiều luôn. Thay đổi trong đời hiện tại một cách rõ ràng luôn. Và tất nhiên rằng là trong những cái kiếp sau, trong những cái nhân quả đời sau, được sinh về những cái nơi chốn cao quý, tôn kính. Ở Tây Tạng có một cái vị tên là Jamba Rinpoche. Vị này nổi tiếng. Vị này có một cái hạnh nguyện là Ngài có nói rằng là: tôi chỉ cần mỗi ngày cúng 100 bát nước và lạy Phật 100 lạy, vậy thì sẽ đạt được những cái công đức lợi ích. Và một cái pháp tu rất bình thường ha, cứ ngày dân cúng đủ 100 bát nước, rót nước trong để cúng và lạy đúng 100 lạy. Mà có một cái điều hay là Ngài duy trì cái pháp này cho đến khi viên tịch luôn, để lại một cái huyền thoại. Nghĩa là cuộc đời Ngài không ngày nào mà không dâng cúng nước trong và không lễ Phật đúng 100 lễ. Cái việc mà duy trì liên tục như thế mới là khó. Còn lại 100 lễ thì nó cũng tương đối, cũng không có gì. Nhưng mà cái sự duy trì đó. Như vậy, cái việc lễ bái nó đưa đến những cái sự chuẩn bị cần thiết để bày tỏ cái sự chân thành, ăn năn sám hối của mình. Và tất nhiên bên cạnh cái việc bày tỏ sự chân thành đó, nó tăng trưởng cái phước báu, những cái công đức lành có thể. Rồi cái pháp thứ ba chuẩn bị là quy y, tức là cúng dường, lễ bái và quy y. Quy y, cái câu thi kệ thứ 26 là: từ nay cho đến khi được vô thượng bồ đề, con nguyện quy y nơi Phật, Pháp và toàn thể chư Bồ Tát. Ở trong cái phần này á, có nói đến những cái ý là nguyên nhân của sự quy y. Thứ hai, các đối tượng để quy y. Thứ ba, cách thức quy y. Thứ tư, cam kết của việc quy y. Và thứ năm là lợi ích của việc quy y. Phân tích về cái pháp quy y này để vẽ ra, để chỉ ra những cái cách thức thực hành cho đúng cái nghĩa của chữ quy y. Đầu tiên á, khi mà không có thấy được cái lý do, cái nguyên nhân của việc quy y thì hành giả sẽ không trân trọng, sẽ không có nỗ lực, sẽ không có một sự phát tâm dũng mãnh và sẽ không có một cái sự quyết đoán trong cái việc quy y. Cho nên cần phải thấy được cái nguyên nhân nào sự quy y. Cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta thấy là vì nhận ra, vì thấy được, vì nhận diện được. Vì có cái tâm sợ hãi đối với những cái cảnh khổ đau trong cõi luân hồi do nghiệp tạo ra, cho nên phát tâm quy y. Tức là quy y nó không chỉ là một cái nghi thức tâm linh tôn giáo để trở thành một tín đồ của Phật giáo, mà còn hướng đến một cái mục tiêu sâu xa nữa là chuyển hóa gốc rễ khổ đau, thoát ly sanh tử luân hồi. Trong cái sớ giải của cái bộ luận này á, có phân tích là có ba hạng người, có ba động lực chứ. Có ba cái động lực để một hành giả tu tập. Ba động lực để một hành giả phát tâm tu tập. Thứ nhất á, là sợ cái khổ của tam đồ. Khi mà hình dung nghe nói đến và biết đến cái cảnh khổ đau, cái cảnh giới khổ đau của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên vị ấy phát tâm nỗ lực tu tập. Thứ hai á, cái bậc trung căn á, đây là bậc hạ căn thôi, hạ căn gọi là chân chính á, bậc trung căn á không chỉ là sợ của cái khổ tam đồ mà sợ luôn cái khổ của sáu cõi, của lục đạo á.
hoặc là sợ cái khổ của luân hồi. Bởi vì giàu sinh trong cõi người á, thì vẫn bị luân hồi, trong cõi trời vẫn bị luân hồi. Cho nên bậc trung căn có một cái nhìn sâu hơn, có một cái động lực cao hơn, và có một cái quyết tâm mạnh mẽ hơn, là vì sợ và thấy được cái khổ của cái cảnh giới lục đạo luân hồi, tam giới lục đạo trong cõi luân hồi. Cho nên cái đây là một cái động lực mạnh hơn. Và cái động lực thứ ba đó, cao quý hơn và bậc thượng căn á, là vì sao mà tu tập, vì sao nỗ lực tu tập? Vì lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Cho nên cái việc phát tâm quy y nó cũng tương ứng với cái việc mà nhận thức và phát tâm tu tập của mỗi hành giả tùy theo cái căn cơ khác nhau. Cho nên nếu ngoài cái việc mà sợ tam đồ, sợ xấu cõi, hành giả còn vì cái lòng từ bi để mà tu tập, thì nó tạo nên một cái năng lực lớn cũng như là một cái hạnh nguyện lớn. Do đó thì ở đây á, cái việc quy y á, nó phát xuất từ cái nhận thức về khổ đau của các cái cảnh giới khổ đau ở trong các cái cõi luân hồi, trong cõi luân hồi tạo ra. Thứ hai nữa đó là vì niềm tin vững chắc và sức mạnh của Tam Bảo đủ có thể cứu độ, dẫn dắt và đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi. Ở cái phần này á, thì cái bản sớ giải có nói rằng là đối với những cái người mà thiếu nhân duyên với Phật Pháp á, họ tin rằng các vị thần linh thượng đế hoặc là các cái truyền thống tâm linh khác có thể giúp cho họ chấm dứt và chuyển hóa được khổ đau. Nhưng mà những vị có nhân duyên với Phật Pháp á, thì chỉ tin rằng chỉ có Tam Bảo thôi, chỉ có Phật Pháp Tăng mới đủ cái năng lực để bảo vệ, phòng hộ và dẫn dắt ra khỏi mọi khổ đau. Cho nên từ cái nguyên nhân đó mà phát tâm quy y. Quy y. Vậy, sau này thì khi mà đại chúng làm lễ quy y cho các Phật tử á, chúng ta cũng nên có một cái sự chú ý như thế này. Thứ nhất á, là cái lễ quy y cần phải thật trang nghiêm. Nghĩa là chúng ta không làm qua loa, không làm lấy lệ, không làm hình thức. Tại vì lễ quy y là một trong những cái ấn tượng cũng như là một cái sự kiện lớn trong cuộc đời của một người Phật tử khi họ phát tâm quy y. Mà khi mà họ đến quy y mà cái vị thầy bổn sư mà làm lễ một cách qua loa lấy lệ thì họ không có một cái ấn tượng nào sâu sắc về đạo Phật, không nhận ra được cái giá trị của một người Phật tử, không nhận được cái tầm quan trọng của sự quy y, thì từ đó họ tạo cho họ một cái thái độ là rất là cạn cợt và không có sự sâu sắc nỗ lực mạnh ở trong cái việc mà hướng về Phật Pháp đâu. Quy y lên đó rồi thầy, có nhiều cái trường hợp thấy thương lắm. Nhiều vị giảng sư mà đi giảng các nơi Phật tử họ giống như họ xem vị đó idol, thần tử, cho con quy, rồi đó quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, lạy ba lạy xong, đặt pháp danh xong. Thì cái đó trường hợp phương tiện cũng được, nhưng mà thấy tội cho Phật tử đó. Tại vì họ đến bằng một cái sự mà ngưỡng mộ nào đó, nhưng mà cái quy y chỉ là trong vòng có 2-3 phút rồi, chưa tới 5 phút nữa, thì thấy nó uổng quá đi. Nhưng mà cái lễ quy y mà chúng ta làm sao mình phải sắp xếp dành thời gian nguyên một cái buổi đó, và mình phải giảng giải. Tất nhiên là không phải là mấy tiếng đồng hồ đâu, khoảng một tiếng hoặc là tiếng rưỡi thì được rồi. Mình giảng giải từng phần chi tiết cho họ, để trong cái qua quy đó họ sẽ nhận thức được và phải như thế nào, vẽ ra cho họ một cái con đường tâm linh trong hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta xem thường cái lễ quy y là chúng ta đang giảm đi cái giá trị của đạo Phật, đang hạ xuống cái giá trị của đạo Phật và không có một cái sự trân quý đối với cái truyền thống tâm linh của mình. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự chu đáo, chu toàn trong cái lễ quy y. Thứ hai là mình phải hướng dẫn để tạo cái động lực cho họ trong cái lễ quy y. Thứ ba nữa đó là cần phải có một cái sự tiếp nối sau cái lễ quy y đó,
Nghĩa là chúng ta có một cái sự quan tâm, có một cái sự nối kết để làm sao họ có một cái sự hướng về mạnh mẽ hơn, thì cái việc quy y nó mới có giá trị đúng nghĩa. Còn không thì về cái hình thức để cấp một cái phái quy y vậy xong rồi thấy nó rất là uổng luôn. Cho nên có nhiều Phật tử họ xin quy y, xin quy lại, nghĩa là muốn giữ cái lễ quy y đó. Tại vì hồi xưa đó thì chỉ đến là lạy Phật, đặt pháp danh xong, gặp ở phi trường đặt pháp danh xong và gọi là Phật tử. Thì họ cảm thấy ủa quy y sao dễ dữ vậy, cái gì đâu, nó quá đơn giản đi. Nhưng mà khi mà họ giữ cái lễ quy y, không đổi pháp danh nha, vẫn pháp danh đó, vẫn đệ tử của thầy đó, vị tôn túc đó, nhưng mà quy y, giữ cái có mặt ở trong dự thính, ở trong cái buổi lễ quy, họ thấy con đường tâm linh của họ, những cái vấn đề giá trị tâm linh của họ nó có cái chiều cao, chiều sâu. Họ cảm động lắm, họ xúc động lắm. Cho nên cái việc quy y nó là một cái điều mà cực kỳ quan trọng, mà chúng ta thấy là ngay cả các vị thánh tăng, cao tăng tái sinh trở lại trong cuộc đời này cũng phải qua cái nghi thức quy y, không thể thiếu được. Và cái lợi ích hoặc là cái nguyên nhân cũng như cái lý do của việc quy y là nó rộng lắm, nó mênh mông và nó có nhiều cái giá trị lớn lắm. Ở đây chỉ nói đến hai cái khía cạnh chính thôi. Rồi các đối tượng để quy y thì chắc chắn rằng là Phật, Pháp, Tăng, không thể thiếu. Cho nên sau này, và sau này bây giờ đã giảm rồi. Có nhiều vị hay có cái khuynh hướng là không có tôn trọng chư Tăng, hay là tự quy y, tự truyền giới. Đó là một cái điều nó nguy hiểm vô cùng, tạo nên một cái hệ lụy rất là nguy hiểm cho Đạo Phật. Cho nên phải có đủ Phật, Pháp và Tăng. Và theo tinh thần của Ngài Sinti Deva là quy y giống như là một cái người bệnh đối với vị thầy thuốc. Xem Đức Phật là vị lương y, xem giáo pháp là vị thuốc, và xem chư Tăng Ni là những vị y sĩ, những vị y tá để chăm sóc gần gũi và chăm cho bệnh nhân đó. Với một cái thái độ đó thì sẽ trân trọng đối với ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Cách thức quy y thì cần phải có hai yếu tố thôi. Là thứ nhất là cái tâm chân thành, cái lòng tha thiết. Và thứ hai là phải phát khởi từ tâm và khẩu của mình. Đó là phải xưng tán, phải phát nguyện là đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy y Phật, Pháp, Tăng, v.v. Và phải ba lần như thế. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ đọc cái câu là Buddham Saranam Gacchami. Saranam Gacchami. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa mình là tự quy y. Hoặc là mình dịch cái từ đây là trở về nương tựa ha. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy, Gacchami là đi đến. Đi đến chỗ Đức Phật để làm gì? Để nương tựa. Tiếng Anh gọi là take refuge. Như vậy thì Gacchami là đi đến một đối tượng nào đó để mà quy hướng, quy ngưỡng, nương tựa vào đối tượng đó. Vậy thì ở đây nói trên hai phương diện, là phương diện về sự, là mình tìm đến một cái bậc cao quý để nương tựa tu học. Trên phương diện về lý, thông qua cái đối tượng bậc tôn kính cao quý đó để trở về với tam bảo tự tâm, trở về với chính mình, trở về. Cho nên nó có hai cái nghĩa về sự và lý. Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy là hướng về cái sự, nghĩa là cái hình tướng bên ngoài cần phải có nương tựa, đi đến, tìm đến. Thì cái cách thức quy y là phải có một cái sự tự giác, tự nguyện, chân thành. Không có một cái sự ép buộc, không có một cái sự đặc để nào đó để tạo nên cái tâm lý không tự nhiên ở trong hành giả. Và phải có cái sự phát nguyện của vị ấy.
Ở đây có những cái yếu tố trong cái vấn đề quy y, tức là ba sự từ bỏ, ba sự khẳng định và sáu sự cam kết chung. Ba sự từ bỏ là chúng ta vẫn thường biết rồi, nhất là quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật, quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng, không quy y tà sư ác hữu. Như vậy thì chỉ chọn cái đối tượng là bậc thầy tâm linh là Phật thôi, giáo Pháp, con đường học và hành là giáo Pháp thôi. Đó là ba sự từ bỏ, không từ bỏ theo trời thần quỷ vật, ngoại đạo tà giáo, tà sư ác hữu. Ba sự khẳng định là gì? Ở đây có một cái điều rất là mới á, là ba sự khẳng định là gì? Khi mà quy y với Tam Bảo rồi thì phải xem tất cả tượng Phật, hình Phật ở bằng bất kỳ chất liệu nào, bằng giấy, bằng đất, bằng xi măng, bằng kim loại vân vân, là một vị Phật đang ở trước mặt. Nghĩa là làm sao mình cam kết, mình khẳng định, mình phải có một cái sự tôn kính rằng là dầu là một bức tranh, dầu là một cái pho tượng, mình phải xem đó là một vị Phật đang có mặt. Nếu cái thái độ đó mà thực hành được, cái tâm lý mà đó được thực hành được, thì chúng ta đối diện với bất kỳ một cái tôn tượng nào thì mình cũng có một cái sự tương tác truyền thông và sự gặp gỡ Đức Phật ngay trong cái giây phút đó. Đây là một cái điều mà rất là khác, mà chúng tôi thấy cũng rất là mới theo cái tinh thần của cái bộ luận này. Xem tất cả các cái tranh tượng và các biểu tượng đều là Đức Phật đang trước mặt. Thứ hai là sự khẳng định, thứ hai là phải xem tất cả những cái lời trong kinh điển như là cái kim khẩu của Đức Phật đang thuyết vậy. Như cái lời ngôn thuyết từ kim khẩu của Đức Phật trực tiếp. Ví dụ như chúng ta đang đọc một cái bản kinh này, là chúng ta thấy là chúng ta cảm nhận rằng là Đức Phật đang thuyết cho mình. Mình là thính chúng, mình là đối tượng đang nghe từ Đức Phật luôn. Khi mình nhập tâm vào trong đó thì mình sẽ có một cái sự thấm đượm, thâm nhập về tư tưởng nghĩa lý ở trong cái lời kinh. Mình không có bị kẹt vào cái ngôn từ y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, thì nó có một cái sự tiếp nhận và thay đổi lớn. Đó là sự khẳng định thứ hai. Khẳng định thứ ba là gì? Khi gặp bất kỳ một vị xuất gia tăng ni nào thì đều thể hiện một sự cung kính hết mực, một sự trân trọng bằng tất cả tấm lòng. Tất cả tăng ni ngày xưa mà chúng ta thấy rất là đẹp, rất là hay á. Ở Huế thì có cụ Tâm Minh Lê Đình Thám. Cụ là thầy giáo thọ ở Phật học đường ở Báo Quốc, các số Phật đường lớn, và dạy cho các thế hệ tôn túc, giỏi về Phật học, giỏi về tiếng Pháp, là bác sĩ. Mà cụ hay đi ngựa lắm. Mà mỗi lần mà cụ đi ngoài đường mà cụ thấy, cụ gặp một cái vị tăng ni nào, cụ xuống cụ xá chào một cách rất là trang nghiêm luôn. Đó là một cái tấm gương mà mình thấy rất là cảm kích. Hồi chúng tôi học khóa tư học viện, chúng tôi thấy có hai cái vị mà rất là ấn tượng là giáo sư Nguyễn Khuê dạy Hán văn, và giáo sư Hà Thúc Khoan dạy cái môn tiếng Việt thực hành và văn học. Mà mình thấy cái phong cách của những cái vị đó khó thì rất là khó nha, nghiêm lắm. Nhưng thầy Khuê cũng nghiêm dữ lắm, nhưng mà cũng rất kính nha, rất kính tăng ni luôn. Cho nên bề ngoài thì trong cái vai trò của một vị giáo sư, của một vị giáo thọ thì phải có một cái sự nghiêm túc, nhưng mà rất là dễ thương luôn, dễ thương. Mà thầy Hà Thúc Khoan thì không chê vào đâu được đó. Hà Thúc Khoan hồi xưa dạy hay lắm. Cho nên rằng là cái sự khẳng định đó là đối với bậc xuất gia tăng ni cần có sự cung kính, chí thành, trang nghiêm. Và quán chiếu và sáu cái cam kết chung ở đây là gì? Thứ nhất là quán chiếu những phẩm chất tuyệt vời của Tam Bảo. Luôn luôn, khi quy y và nương tựa rồi, chúng ta phải luôn luôn trau dồi những cái tri thức, hiểu biết của mình về phẩm chất của cao quý của Tam Bảo. Và khi mình nghĩ đến là
10 cái danh xưng của Đức Phật, Như Lai ứng cúng chánh biên tri, hiểu được 10 danh xưng đó, nhớ tụng niệm mỗi ngày. Rồi nghĩ đến cái ân đức của Pháp, thiết thực hiện tại siêu việt thời gian đến để mà thấy được người trí chứng hiểu có khả năng hướng thượng á, thì cứ niệm mỗi ngày về cái ân đức của Pháp, rồi niệm đến cái ân đức của Tăng, là vị chánh hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, là bậc xứng đáng cúng dường, là luận phước của thế gian. Khi mình niệm đến chính cái ân đức của Tăng Bảo thì tự nhiên cái sự quy ngưỡng nương tựa của mình nó càng lúc nó càng bền vững, nó càng tăng trưởng. Cho nên một trong những cái pháp mà Phật giáo Nguyên Thủy mà chúng tôi thấy rất là hay là mỗi ngày đều niệm ân đức của Phật, Pháp và Tăng. Mỗi thời khóa đều niệm ân đức Phật, Pháp, Tăng. Và khi mình niệm những cái ân đức đó, mình cảm thấy được rằng là những cái phẩm chất tuyệt vời này, thế gian này không ngọc ngà châu báu, không có phép lạ nào mà sánh bằng được những cái ân đức của Phật, Pháp, Tăng hết. Là tối thượng, là vô giá, là siêu việt. Cho nên thường quán chiếu đến những phẩm chất đó thì cái khả năng quy y, năng lực quy y và cái tâm quy y nó vững lắm. Thứ hai, cúng dường Tam Bảo trước khi ăn uống. Thì đây là một cái điều mà thực tập, khi mà mình có một cái gì quý giá, nhất là vật phẩm á, mình nghĩ ngay đến Tam Bảo. Nếu được thì mình có thể niệm cúng dường một cách rất là trang trọng, tự nhiên thôi. Và có một điều mà chúng ta thấy Phật giáo mình chưa có đạt được, chưa có làm được, mà Thiên Chúa làm được bất kỳ nơi đâu, đó là các vị biết gì không ạ? Trước khi ăn á, làm dấu ơn của Chúa đó, Chúa cho đó, nhờ cả Chúa đó, mọi thứ là do Chúa. Vậy mà nó tạo nên một cái sự gắn bó, một cái sự nối kết và cái niềm tin rất là vững. Ngày hôm qua, tối hôm qua chúng tôi gặp một em bé học lớp 4. Em bé này được một vị cao tăng của Tây Tạng, cao tăng của Nepal cho rằng là tiền thân là một vị Rinpoche, và sắp tới sẽ đưa sang Nepal để vào tu viện đó để đào tạo. Tại vì mới học lớp 4 mà các cái thần chú phạn ngữ thuộc hết. Và em đọc một cách rất là nhuần nhuyễn luôn. Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn, chú Dược Sư bằng tiếng Phạn, chú Văn Thù bằng tiếng Phạn. Thứ hai nữa, em giảng được Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, nói chính xác luôn. Và mấy Phật tử thì ngồi hỏi, thì chúng tôi ngồi im ru, giả đò như mình không có để ý, mình cứ ngồi nghe. Mà nói về khổ đế là gì, nói về tập đế là gì, tham ái vô minh. Nói mà tập đế là tham ái vô minh là không sai đâu được hết. Tham ái do sự tham đắm của con người đối với tất cả mọi thứ niềm vui ở trên cuộc đời này, giống như là một cái vị gì đó lạ lắm. Thứ ba là em nhìn một người thì em có thể cảm nhận được những cái điều đặc biệt của người đó. Lần đầu tiên là em lên, em không biết đó là thiền sư Nhất Hạnh. Bước lên cái tầng lầu á, có một cái pho tượng thiền sư Nhất Hạnh bằng gỗ, tạc gỗ và bắt cái điện hào quang xung quanh. Đây là một vị cao tăng, đây là một vị thiền sư. Và tự nhiên thốt lên à, em biết là ai luôn á. Thì có những cái điều mà mình cảm thấy rất là quý mến em. Thì em mới nói một điều như thế này, rằng là con lên lớp học, con đeo cái dây ở cổ có tượng Phật á, bạn con là đeo cái dây thánh giá, bạn con nói gỡ ra dục đi, đeo thánh giá như tôi này, như bạn này, còn đeo tượng Phật đó làm gì? Phật đó không bằng Chúa, cho nên Chúa bảo vệ, Chúa cho ăn, Chúa che chở, Chúa cho quần áo, nhà cửa, xe cộ, còn Phật đâu cho gì đâu. Vậy thì Phật cho bạn cái gì? Thì em này hồi giờ không có bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Phật cho mình cái gì? Chỉ là mình tôn kính Phật, lễ Phật thôi, chứ còn cái khái niệm Phật cho mình cái gì cũng có. Nhưng mà bên Thiên Chúa thì họ, nhiều khi họ, cái cách giáo dục của họ nói, mình có thân mạng này, mình có cuộc đời này, sự nghiệp này, tất cả đều là do ân của Chúa.
Vậy mà họ tin và họ tạo nên một cái sự gắn bó nối kết. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trên cái phương diện, cho nên em này em buồn lắm. Em nói rằng bạn đó cứ mỗi lần lên lớp là bạn cứ bắt con phải thay cái dây chuyền đeo, mặc dây chuyền. Giờ sao thầy? Con phải làm sao nữa? Kệ bạn. Mình có niềm tin của mình có Đức Phật của mình, còn bạn thì bạn tin ai bạn ấy là chuyện của bạn. Con đừng có hơn thua rồi mâu thuẫn xích mích chi. Nhưng mà người Phật tử mình thì không có, ít có cái quan niệm đó đâu. Ít có cái sự cực đoan đó. Tôn trọng. Cho nên là nói vấn đề cúng dường tam bảo trước khi ăn á, thì cái pháp thực tập này ở bên Thiên Chúa đó, họ hướng đến các vị Chúa, đến Đức Chúa Trời thì vân vân, thì họ đã rất là thành công luôn. Còn Phật giáo mình thì ở trong cái pháp này thì cũng là một cái pháp hành trì để có một cái sự tôn kính và tri ân đối với tam bảo. Rồi thứ ba là khuyến hóa chúng sinh quy tam bảo. Một người mà hiểu và quy y đúng nghĩa đó là phải lan tỏa cái lợi lạc đó cho mọi chúng sinh. Cho nên á, chúng ta đi ra ngoài đường thấy một đàn kiến, ra ngoài vườn thấy một đàn chim, ra ngoài ruộng thấy một đàn trâu, đàn bò. Cho dù là khác ngôn ngữ, cho dù là khác cái chủng tộc, khác những cái phẩm vị, nhưng chúng ta vẫn có thể tác ý khởi niệm để lan tỏa cái năng lượng quy y đó cho tất cả chúng sinh. Như vậy là khi mình thấy bất kỳ tiếp xúc với bất kỳ chúng sinh nào, mình cũng khởi niệm là ước nguyện làm sao họ đều được sống trong Phật Pháp, thừa hưởng năng lượng của Phật. Đó là người đúng nghĩa quy y. Còn nếu quy y mà tôi quy y phận tôi thôi, còn ai theo gì, ai làm gì như thế nào thì tôi cũng quan tâm, tôi cũng có một cái sự tương tác, thì đó nó không có trọn vẹn. Cho nên ở đây là phải có sự cam kết, xấu cái điều này mình phải làm để thể hiện cái sự chí thành quy y đối với tam bảo á. Cho nên rằng là khuyến hóa chúng sinh quy tam bảo. Thứ tư, nương tựa và quy tam bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nghĩa là khi mình gặp những tai ương hoạn nạn, khi mình gặp những cái nghịch cảnh chướng duyên ở trong cuộc sống này, mình cái điều mình nghĩ đến đầu tiên là đừng là cái gì thánh mẫu liên trì diêu trì kim trì gì đó. Nhiều khi á, có những cái lúc mà mình á, mình gặp những cái nghịch cảnh á, chướng duyên, tự nhiên mình quên tam bảo mất, mình nhớ tề thiên đại thánh hồ lô rồi gì đó, tự nhiên nó thâm nhập với tâm trí mình lúc nào cũng hay. Thành ra mình phải cố gắng làm sao trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tam bảo là điểm nương tựa, tam bảo là cái nơi quy hướng. Hạnh phúc khổ đau cũng nhớ đến tam bảo, thành công thất bại cũng không rời tam bảo. Nên cái câu mà Hòa Thượng Trí Thủ á, mang mang trường dạ trung tam bảo vi minh đăng, thao thao khổ hải nội tam bảo vi từ thuyền. Mang mang trường dạ trung là trong cái đêm trường mênh mang mịt mù này, tam bảo là ngọn đèn sáng, tam bảo vi minh đăng, thao thao khổ hải nội, giữa cái biển sanh tử chập trùng này, tam bảo vi từ thuyền, tam bảo là cái con thuyền để vượt qua cái biển sanh tử. Cho nên có một điều mà Hòa Thượng Trí Thủ suốt cuộc đời đã hành trì được là mỗi buổi sáng đều lạy 48 đại nguyện Phật A Di Đà, 48 đại nguyện. Và đi họp hội đồng trị sự, họp đại hội ở tại quan xứ, bao giờ bỏ luôn. Hành trì tu tập mỗi sáng từ 3 giờ cho đến 4 giờ, đến gần 5 giờ như thế. Các vị mình thấy tưởng chừng như là bận rộn mà đa đoan như đó, mà hành trì cũng bao giờ mà lơi lỏng hết. Cho nên là nương tựa tam bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình phải cam kết, mình phải thệ nguyện như thế. Bất kỳ hoàn cảnh nào lấy tam bảo làm cái điểm quy chiếu nương tựa để soi sáng vượt qua. Thứ năm, nên quy y ít nhất 3 lần mỗi sáng và 3 lần mỗi tối. Nên trong các cái nghi thức tụng niệm á, chúng ta vẫn thường phải có là tam tự quy. Và trong các nghi thức, nhưng mà có một điều như thế nè, Phật giáo Đại Thừa đó tụng tam tự quy cuối cái thời khóa, mà Phật giáo Nguyên Thủy tụng tam tự quy là đầu.
Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Duttiyam Buddham saranam gacchami. Là sau khi niệm danh hiệu Đức Phật là Mô Tát Sa Ba Va Ga To Arahato Samma Sambuddhi, xong rồi là Buddham saranam gacchami liền. Ha, tức là niệm ân Đức Phật xong quy y, niệm tam quy lên ngay. Cả đó là truyền thống của Nguyên Thủy. Còn truyền thống Đại Thừa đó thì cũng niệm danh xưng Phật, nhưng mà quy y cái phần cuối của thời khóa. Cho nên là tức là quy y ở đây tức là mình xưng tán quy y Tam Bảo mỗi ngày ít nhất là 2 lần, vào buổi sáng và tối, mỗi lần như thế là 2 thời và 3 lần ít nhất. Không bao giờ từ bỏ nơi nương tựa trong Tam Bảo. Cho dù mình gặp cái chướng duyên là người ta bắt buộc mình, ép buộc mình, người ta dùng mọi cách để mà ràng buộc mình, nhưng mà cái nguyện mà quy Tam Bảo thì mình không bao giờ khước từ, quay lưng. Thời của Đức Phật có một cái vị cư sĩ chứng quả Tu Đà Hoàng mà là một người nông dân mà. Thì một hôm gặp một vị Bà La Môn giàu có lắm, và thấy người nông dân này nghèo á, cho nên dùng cái thế lực của một cái vị gia chủ giàu có để mà chèn ép cuộc sống kinh tế và tạo mọi cái phương tiện để o ép, và khuyên cái người vị cư sĩ rằng là chỉ cần ông nói một cái câu thôi á, là tôi không phải là đệ tử Phật, không phải là quy pháp, không phải là quy tăng, là ngươi muốn gì ta cũng cho, muốn có nhà cửa, muốn có sự nghiệp đất đai, muốn có địa vị ta tạo duyên cho hết. Chỉ cần ông nói được cái câu đó thôi, thì cái vị cư sĩ này chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng rồi mới bảo với vị địa chủ, vị Bà La Môn kia, thà ta bỏ thân này, thà ta mất đi cái sự sống này, chứ không bao giờ mất Tam Bảo hết. Tam Bảo mãi là cái quý giá nhất, quý hơn sự sống. Cho nên ông đừng đem của cái địa vị để mà mua chuộc, chiêu dụ và thử thách tôi. Vị cư sĩ này nói được cái câu đó, phải nói rằng là một cái vị mẫu mực vô cùng. Trong mọi hoàn cảnh, giàu cho nghèo, cho đói cho khổ, cho như thế nào đi nữa, cái gì mất cho Tam Bảo không thể mất được. Cho nên cái sự cam kết thứ 6 là không bao giờ từ bỏ nơi nương tựa trong Tam Bảo. Và nó thành một cái nhân duyên để kiếp này và kiếp sau gắn bó và tăng trưởng. Rồi, lợi ích của việc quy y ở trong này á, phân tích rất là chi tiết luôn. Những lợi ích này: chính thức trở thành một Phật tử; 2 là nền tảng cho sự thề nguyện tu học. Tức là muốn sự tu học được khởi đầu, được tăng trưởng và được thành tựu, phải có quy Tam Bảo, không thể nào cũng có được. Đó là cái nền tảng đầu tiên. 3, chuyển hóa phần lớn tội ác mà chúng ta đã tích lũy từ trong quá khứ. Quy Tam Bảo có một cái khả năng là cái sự tác động khởi đầu để từng bước chúng ta chuyển hóa ngay cả những cái tội lỗi nặng nề nhất, sâu xa nhất, thâm trọng nhất cũng có thể được chuyển hóa trong quá khứ. Có thể thu thập rất nhiều công đức hàng ngày thông qua cái pháp quy Tam Bảo thì có thể tăng trưởng và thành tựu được nhiều cái công đức hàng ngày. 5, sẽ không bị rơi vào ba cõi thấp hơn. Tất nhiên á, ở đây chúng ta cần, đại chúng cũng đã biết rồi, cái việc mà hình thức xưng tán và phát nguyện quy Tam Bảo đó là cái bước khởi đầu, nhưng mà đằng sau đó và tiếp theo đó là cần phải có một cái sự tin và hành trì ứng dụng thì mới đưa đến cái kết quả là không bị đọa vào tam đồ, vào những cảnh giới khổ đau. 6, không bị tổn hại bởi con người và phi nhân, tức là không bị làm hại, không bị tác hại. Nếu mà quý y chân chính thực hành đúng cái nghĩa của chữ quy á, thì nó giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái nguy hiểm tác hại của người và phi nhân. 7 là ước nguyện sẽ được thành tựu.
những cái mong ước, những cái tâm nguyện của mình nó sẽ được viên mãn. Và thứ 8 là mau chóng viên thành Phật quả. Như vậy đây là những cái kết quả từ đời sống thực tế trước mắt cho đến đời sống tâm linh lâu dài trong hiện tại và tương lai hướng đến. Và những cái chuyện mà chúng ta thấy quy tam bảo được ghi trong kinh điển, nó vừa là một cái tính chất tâm linh tôn giáo, nhưng cũng vừa là cái tính giáo dục. Giáo dục chẳng hạn như trời đế thích một hôm thấy năm tướng suy hao hiện ra, cảm thấy rằng là cái thọ mạng phước báo của cõi trời mình sắp hết, mới sợ quá hỏi các vị chư thiên rằng là bây giờ làm sao ta thoát khỏi cái đại họa, cái đại nạn này. Các vị chư thiên mỗi người chỉ một cách, và cuối cùng gặp một cái vị thiên, vị này có biết Đức Phật cho nên khuyên trời đế thích đi xuống quy y với Đức Phật. Thì trời đế thích khi mà xuống quy y á, lại dẫn theo một cái vị nhạc thần, là một cái vị mà rất là giỏi về âm nhạc ở cõi trời luôn. Thì khi mà xuống tinh xá, mà xuống vào cái thời điểm nào, Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên cõi trời từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Cái khoảng thời gian đó là dành cho chư thiên. Đức Phật chỉ ngủ là từ 3 giờ đến 4 giờ thôi. Sau khi thuyết pháp cho chư thiên là đi kinh hành, rồi nghỉ từ 3 giờ đến 4 giờ. 4 giờ thức dậy là bắt đầu nhập định. Rồi sau đó là đi khất thực. Như vậy thì khi mà trời đế thích xuống thì dẫn một vị nhạc thần. Thì cái vị này gọi nhạc thần, mà cái thân tướng rất là trẻ, với là vị đồng tử, mà đứng im, mà khuôn mặt buồn lắm, khuôn mặt buồn. Cho nên Đức Phật sau khi mà độ cho trời đế thích xong, nói về quy y cho trời đế thích xong, trời đế thích thoát khỏi cái sự đọa lạc và sanh lại về cõi trời và làm vị vua trời. Thì cái vị nhạc thần này đứng im, mà lúc đó trời đế thích cũng chưa về luôn, thì thấy im, Đức Phật hỏi có việc gì không mà thấy ngươi là đồng tử mà buồn vậy. Thì anh đồng tử này đọc một cái bài hát, anh đọc một cái bài thi kệ đó, ảnh là buồn bởi vì ảnh thương một cái vị thiên nữ quan tâm, buồn quá cho nên muốn xuống gặp Đức Phật hỏi thì là làm sao để mà chinh phục vị thiên nữ kia, quá gì hết đó. Đức Phật hay lắm, Đức Phật ngài không chỉ cái cách để cho vị đồng tử này chinh phục thiên nữ kia, mà Đức Phật thông qua cái việc quy y của trời đế thích đó, để giác ngộ cái vị đồng tử này, tự đồng tử biết. Ngài không trả lời, hỏi cách nào để chinh phục thiên nữ, ngài không trả lời. Cho nên chúng ta thấy rất là ngộ là các vị sanh ở cõi trời rồi mà gặp nổi cái buồn chuyện tình cảm cũng xuống gặp Đức Phật để tháo gỡ nữa. Nên cái chuyện này nó cũng rất là ngộ. Và cái đoạn văn mà cái vị thiên tử này nói về cái nỗi buồn của ưu tư, ta gọi là cái tương tư của mình đó, hay lắm, trong tiểu bộ kinh hay đó. Như vậy thì trời đế thích khi mà gặp cái tướng suy hao hiện ra thì cũng xuống quy y và được cái phước báu lớn là thoát khỏi cái sự đọa lạc. Đó là những cái lợi ích đại chúng cũng đã quen rồi. Bây giờ đến cái phần sám hối. Như vậy cái phần mà chuẩn bị đó là cúng dường, rồi sau đó đó là lễ bái lễ kính, và thứ ba nữa là quy y, rồi mới bước sang việc sám hối. Nếu mà sám hối á, mà không có một cái năng lực nương tựa vào tam bảo trước, không có tạo phước trước, không có tạo những cái sự khiêm cung trước, thì cái việc sám hối nó sẽ không được thành tựu tốt đẹp sâu sắc đâu. Và đây là một cái lộ trình mà chúng ta cảm thấy rất là hay luôn, rất là tuyệt vời luôn. Và nếu mà một vị hành giả mà ý thức được á, mà uyển chuyển thực hành theo, nó đạt được một cái kết quả lớn lắm. Vậy thì cái việc mà phát lộ sám hối ở đây, thường thường chúng ta thấy là tác pháp sám hối, hồng danh sám hối, vô sanh sám hối, vân vân.
thủ tướng sám hối, những cái cách sám hối, nhưng mà ở đây chỉ cái cách thức sám hối nó khác hơn, mang cái tính là kinh điển và có một cái tính là khoa học hơn. Ở đây á, cái việc sám hối trải qua bốn giai đoạn, bốn cái lộ trình. Thứ nhất là sự ăn năn. Ăn năn là cái sự cắn rứt, cái sự áy náy nhìn lại đối với những cái lỗi lầm của mình. Cái file này sao lộn file rồi? Trải qua bốn cái giai đoạn. Thứ nhất là sức mạnh của sự ăn năn. Và cái giai đoạn đầu tiên của việc sám hối, sau khi chuẩn bị xong, là chúng ta nhận ra những cái tác hại nguy hiểm của những cái lỗi lầm nhẹ hoặc là nặng mà chúng ta vô tình hoặc cố ý đã tạo trong quá khứ và hiện tại. Trong cái thi kệ kế tiếp là: với hai tay chấp lại, con xin khấn nguyện đến chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ở khắp mười phương, từ vô thủy trôi lăn trong sinh tử cho đến ngày nay, bởi vô minh che lấp, con đã tạo nhiều điều ác và xúi dục người khác phạm lỗi. Ngày nay biết sự lỗi lầm, con xin thành tâm sám hối trước chư Phật. Tất cả lỗi lầm đã phạm qua ba nghiệp thân khẩu ý, đối với Tam Bảo, đối với cha mẹ, đối với các bậc tôn trưởng, tất cả lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh ái dục, tất cả con xin phát lồ sám hối. Ôi đấng thiện thể, làm sao thoát khỏi tội lỗi đã làm, xin Ngài hãy cứu con, giúp con tẩy trừ nghiệp xấu trước khi thần chết đến. Ôi, mạng sống con người mong manh, thần chết không bao giờ biết chờ ai cả, dù kẻ đó khỏe mạnh hay bệnh tật. Chỉ vì ham cầu sung sướng, chạy trốn khổ cực mà ta đã tạo nhiều điều ác. Há ta không hiểu rằng một ngày nào đó sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng hay sao? Ngày đó sẽ chẳng còn lại gì cả, từ những kẻ thù ta, những kẻ thương ta, và ngay cả chính xác thân ta cũng không còn nữa. Tất cả cảnh vật mà ta đã thấy, nghe chỉ còn lại ký ức, tựa như giấc chiêm bao, trải qua rồi biến mất, không bao giờ trở lại. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, biết bao bạn bè và kẻ thù ta đã ra đi, duy chỉ còn lại nghiệp xấu ác mà ta đã tạo với họ, là còn ở lại bên ta, đe dọa. Vì không hiểu và ý thức được ta chỉ là một kẻ du khách trên cuộc đời này, nên ta đã để cho vô minh ái dục sân hận dẫn dắt tạo nghiệp, mạng căn nhựa sống tàn lụi ngày đêm không ngừng, không có chi ngăn cản được, làm sao cái chết lại không thể đến với ta được. Nằm dài trên giường bệnh, tuy có họ hàng vây quanh, nhưng ta sẽ phải cảm thọ sự đau đớn một mình trong cơn hấp hối. Khi bị sứ thần dạ ma bắt đi, thử hỏi tìm đâu ra được anh em bạn bè, duy chỉ có công đức lành mới có thể cứu được ta. Nhưng ô hô, trong lúc sống, có bao giờ ta nghĩ đến nó đâu? Vì ngu si, nông nổi, không ý thức được hậu quả mai sau, nên ta đã bám víu cuộc đời vào cuộc đời phù du này mà tạo nhiều điều xấu ác. Một tên tù binh khi bị hành hình thì thân mình co rút, cổ họng thắt nghẹn, ánh mắt lờ đờ, không còn nhìn rõ nữa. Thử hỏi trường hợp của ta sẽ ra sao khi bị bệnh tật hấp hối hành hạ, nhất là bị sứ thần dạ ma bắt đi. Lúc đó
mắt ta sẽ hốt hoảng cầu cứu. Nhưng ai là người có thể bảo vệ, che chở cho ta trong cơn hiểm nạn này? Tìm khắp không thấy ai che chở, sợ hãi, ta rơi vào hôn mê bất tỉnh. Ôi số phận ta sẽ ra sao? Những cái lời như thế đó, để nói lên tất cả những cái sự thật, những cái sự thật mà xưa nay và bấy lâu nay chúng ta cứ bỏ qua và xem thường. Nói đến cái sự vô thường, nói đến cái nhân quả xấu ác, và nói đến những cái vấn đề mỏng manh, ngắn ngủi ở trong cái cuộc sống này. Cái mà chúng ta thấy rất là mâu thuẫn trong đời người chúng ta đó, sống không chắc chắn mà chết là hiển nhiên. Phước thì khó làm, tội thì dễ gây. Cái mà mình đã chắc chiêu cả một đời người thì nó chỉ là một cái pháp hữu vi vô thường. Cái mà mình giúp đỡ mình mãi mãi về sau thì lại quên đi, lãng quên đi. Cho nên ở đây cái sự nhắc nhở của bộ luận để cho chúng ta thấy có những điều cần phải ý thức. Cái tâm lý mà ăn năn là tam quý là một cái đức tánh tốt của bậc thánh, gọi là tài sản của bậc thánh, giúp cho chúng ta biết nhìn lại, biết dừng lại và biết giảm thiểu những cái năng lực tiêu cực ở trong con người mình. Cho nên khi mà ăn năn thì cần phải có những cái điều kiện như sau. Thứ nhất, sự chân thành tha thiết bằng tất cả những cái tâm niệm và những cái ý niệm chân thành nhất có thể. Thứ hai là thấy được cái nhân quả ba đời của tội lỗi và sự nguy hiểm của chúng. Khi mà mình thấy được những cái tác hại của chúng trong hiện tại và tương lai thì mình sẽ có một cái sự nỗ lực cố gắng để làm sao dừng lại sớm nhất có thể. Cho nên một người trong luận có nói rằng là tại sao người ta vẫn gây cái điều ác, làm những cái điều khổ đau? Bởi vì họ vô minh, họ không thấy ngay trong cái nhân đã có quả, ngay trong cái hiện tại đã có tương lai. Cho nên vì vô minh cho nên bất chấp và làm tất cả. Đó là một cái tác động rất là quan trọng. Mà khi mà thấy được cái nhân quả rồi, có trí tuệ rồi, thì tự nhiên và chắc chắn sớm nhất có thể sẽ dừng lại. Thứ ba nữa đó là để thể hiện cái sự ăn năn cần phải trau dồi chánh kiến, cái thấy cái biết đúng. Chánh kiến về gì? Về kết quả khổ đau tội lỗi. Ở đây có ba cái giai đoạn về cái tác động của tội lỗi con người. Thứ nhất là tâm khổ đau. Từ tâm khổ đau á thì nó đưa đến thân khổ đau và cái cảnh khổ đau. Khi mà một người tạo một cái nghiệp xấu ác á, ngay khi ấy tâm bất an à, tâm nó dằn vặt à, tâm nó sợ hãi là khổ đau có mặt à. Và cái tâm lý khổ đau đó kéo dài trong cái đời sống tinh thần con người cho đến khi chết. Và khi tái sinh thì tâm khổ đau đó nó dắt dẫn đi đến gá vào trong một cái thân hình mới và khiến cho cái trạng thái tâm khổ đau đó nó tác động vào cái thân. Cho nên cái người mà tạo cái nghiệp xấu ác sinh ra được không được cái phước tướng, không được cái sự trang nghiêm, không được một cái sự ổn định như bao nhiêu người khác. Ta ảnh hưởng từ tâm đến thân. Và lại cái người mà đã khiếm khuyết về tâm, không được hoàn hảo về thân, là sinh vào trong những cái gia đình, sinh vào trong những cái quốc độ, những cái nơi chốn, tức là cái môi trường hoàn cảnh hoàn toàn là đau khổ nữa. Tức là cái tâm mình nó dẫn đến cảnh giới đó, tâm mình nó đưa đến cái sự hình thành cái thân tướng đó. Đó là cái quá trình từ tâm, từ năng lượng của xấu ác đó, nó dẫn dắt trong quá khứ đến hiện tại và tương lai. À, tiến trình đó, phân tích ba cái giai đoạn đó. Theo cái cách nhìn khác á, thì theo hình thái thứ hai là gì? Tái sinh khổ đau, thân tâm khổ đau và môi trường khổ đau. Nghĩa là khi mà tạo một cái nghiệp ác á, thì đưa đến cái sự tái sinh không bao giờ yên ổn tốt đẹp hết. Cho nên á,
cái người đó qua đời, giàu ở trong cung cấm hay là trong một cái gọi là thiên đường gì đi nữa đó, thì cái sự tái sinh đó là rất là cùng cực khổ đau luôn. À, khi mà rồi sinh ra, tái sinh quay trở lại trong cái luân hồi khổ hơn. Rồi khi mà tái sinh ra thì tâm thức bất an, sợ hãi, cộng thêm cái thân thể tật bệnh, nhiều cái chướng duyên, nhiều cái bất cập, rồi cộng thêm cái môi trường khổ. Như vậy đó là một cái nhìn, cái tiến trình khổ đau do cái nhân quả xấu ác mình tạo ra, từ tâm cho đến thân đến môi trường, hoặc là trên phương diện về luân hồi thì tái sinh thân tâm khổ và môi trường khổ. Và khi ăn năn thì phải nghĩ đến vô thường và cái chết. Và khi vô thường đến là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này trở nên vô nghĩa, kẻ thù cũng trở nên vô nghĩa, mà bản thân mình cũng trở nên vô nghĩa. Cho nên bao nhiêu cái sự giận hờn nó trở nên là một cái sự là bất cập, thiển cận và cản cược trong đời sống. Và nghĩ đến cái sự vô thường á, thì càng phải có một cái sự nhìn lại để mà thay đổi. Ở trong văn hóa của Tây Tạng có một cái nhà chiêm tinh. Vị này rất là giỏi về xem về số mạng, xem về cái vận mạng của mọi người, và hầu như là có một cái sự nó tương đồng rất là cao. Một hôm thì ổng xem cái vận mạng của ổng, thì ổng vô cùng bất ngờ là ổng xem cái vận mạng của ổng, ổng biết là ngày nay ổng biết là ngày nay ổng chết, ngày nay vô thường đến. Thì khi mà xem cái vận mạng và biết rằng ngày nay qua đời á, thì ổng khởi lên một ý niệm rằng là mình có lầm không, mình có bị ảo tưởng không, hôm nay có phải mình có sai sót gì không, chứ mình đang khỏe mạnh như thế này, mình có bệnh, mình đang minh mẫn luôn, và môi trường cuộc sống nó đang thuận tiện, không có chiến tranh, không có thiên tai sóng thần, không có dịch bệnh gì hết, nghĩa là thân khỏe, tâm khỏe, môi trường được ổn định, tại sao chết được? Cho nên trong cái sự mà phân vân nghi ngờ đó, thì ông ấy nghĩ rằng thôi đừng có lo gì nữa đó, mình phải tin rằng là cái nhận thức của mình là đúng, chắc là không chết đâu. Rồi trời mát mát hiu hiu, bắt đầu ông lấy cái giấy tay, ông lấy cái tay của mình, và ông đang giấy thiêu thiểu, vừa đọc thơ của Phạm Nguyễn Bính đồ ông đọc. Mà gió không ăn mát nữa, gió đúng trúng gió học viện này nó mát nữa. Ông đang ngoáy tay, ông đang thiêu thiểu đọc thơ, tự nhiên một cái cơn gió nó nổi lên, nó đập cái cánh cửa. Và ông đưa cái tay, cái lúc đó cái tay của ông nó như thế này, ngay chỗ cái cánh cửa mà đâu có chủ động được. Vô tình thôi, gió nó đẩy cánh cửa, và cái cánh cửa nó đẩy cái tay ổng vào, đâm vô cái não luôn, chết tức khắc. Và cái điều đó nó xảy ra đột ngột và không có thể nào lường trước, không thể ngờ được nó xảy ra như thế. Cho nên là khi mà biết, có thể rằng có nhiều vị biết được những cái vấn đề vận mạng nhưng mà ổng cứu được, không có phương pháp vượt qua được, không có cái cách nào để mà chủ động được. Cái đó là cái khiếm khuyết ở trong cái cuộc đời này á, chúng ta thấy nó rất là đáng thương á. Cho nên rằng là vô thường đến lúc nào không biết, cho nên càng có một cái sự nhìn lại để thay đổi lại càng tốt nhất có thể. Nghĩ đến vô thường cái chết, để tin vào các cảnh giới khổ đau, tức là mình phải có một cái niềm tin rằng là cảnh giới khổ đau. Làm sao để mình tin rằng có cái sự nhân quả khổ đau trong đời này và đời sau? Ở đây có ba cái cách. Cách thứ nhất là suy nghiệm những biểu hiện trong thực tế. Cảnh địa ngục, cảnh ngạ quỷ, cảnh Atula có ngay ở trong cõi người này. Tức là thông qua các cái kiếp sống, những cái mảnh đời bất hạnh, những cái sự đọa đầy khổ đau ngay ở trong cuộc đời mà chúng ta chứng kiến, thì suy nghiệm được có những cái cảnh giới đọa lạc còn đau khổ, đúng như lời của các bậc thánh nhân, các bậc giác ngộ đã nói, tức là ngay trong kiếp sống này. Thứ hai, suy nghiệm từ lời dạy của Phật.
Tức là thông qua kinh điển để chúng ta tin, chúng ta hiểu được có những cái cảnh giới đọa đầy khổ đau. Thứ ba, suy nghiệm bằng lý trí, bằng nhân quả nghiệp báo. Lý trí với những cái lý luận cùng với trí tuệ để chúng ta có một cái nhìn gọi là đúng đắn và niềm tin đúng về các cái cảnh giới khổ đau. Có một cái điều mà chúng ta nên để ý như thế này, cảnh giới khổ đau á thì á chúng ta có thể hiểu trên hai phương diện: lý luận khoa học, kiến thức và trải nghiệm tâm linh. Cho nên hai cái yếu tố này nó bổ sung cho nhau á thì sẽ có được những cái sự thấu hiểu, và từ đó nó tăng trưởng những cái niềm tin chân chính cho hành giả. Cho nên nếu chúng ta dựa vào tâm linh không thì nó mang tính huyền bí và nó tạo nên một cái gì đó nó hơi thiên lệch trong cái tín ngưỡng. Nhưng mà chỉ dựa vào lý trí thì nó cũng không có đủ cái yếu tố hoàn hảo đâu, phần cần phải có hai. Đó là cái sức mạnh đầu tiên là của sự ăn năn. Ăn năn nó giúp cho chúng ta nhìn lại, nỗ lực để chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác. Thứ hai, sức mạnh của sự nương tựa. Khi mà chúng ta nói đến sám hối á, ở trong Phật giáo Đại Thừa đó, hoặc là trong các truyền thống á, thì chúng ta ít có đề cao đến vấn đề này. Còn ở trong cái bộ luận này lại đề cao là cái bước thứ hai trong khi sám hối là biết được cái năng lực của Tam Bảo, sức mạnh của việc quy y, giúp cho chúng ta có một cái sự nỗ lực hơn. Tại vì sau khi mình nhìn ra một cái thực tại khổ đau mà mình đã gây tạo, nhân quả khổ đau mình đã cố ý hoặc là vô tình gây tạo rồi, thì mình phải cần dựa vào một cái điểm tựa nào đó, nương vào một cái năng lực nào đó để mà mình chuyển hóa cái khổ đau. Tại vì bản thân mình cũng đang chơi vơi trong khổ đau thì làm sao có thể mà tự thân mình chuyển hóa được, cần có điểm nương tựa. Giống như là khi mà con thuyền nó trong trên rồi phải thả neo, phải neo đậu, phải buộc vào một cái nơi chốn nào đó cho được vững vàng rồi bắt đầu mới định hình, mới thay đổi được cái thực tại đó. Cho nên tự thân con thuyền nó đang trên vên mà không có cái sự neo đậu và bám víu và nương tựa giữ gìn thì nó rất là khó. Cho nên do đó ngày hôm nay đây con xin nương tựa cầu sự che chở của chư Phật, chư Thánh Vương, các bậc đại hùng đại lực giải trừ mọi sợ chúng sinh, nơi thánh pháp mà chư Phật đã chứng ngộ. Đó là nơi Phật rồi đến nơi pháp, thánh pháp chư Phật chứng ngộ có thể đưa chúng sinh đến giải thoát, và nơi toàn thể của toàn thể chư Bồ Tát. Vì yếu đuối sợ hãi nên con xin nương tựa và phó mặc cuộc đời con cho Phổ Hiền Bồ Tát. Con cũng xin dâng mình cho Văn Thù Bồ Tát, nơi Quán Tham Bồ Tát luôn luôn cứu khổ. Vì lòng đại bi con xin khẩn cầu đến Ngài với tiếng kêu sợ hãi thất vọng, xin Ngài cứu con một kẻ lầm mê. Nơi Hư Không Tạng Bồ Tát, đây là những cái vị Bồ Tát trong truyền thống Đại Thừa mà thời thế kỷ của Ngài Santideva đó, được khắc họa tôn vinh lễ bái rất là nhiều trong Đại học Nalanda. Nơi Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát cùng chư Đại Bồ Tát, con xin khẩn nguyện đến tất cả cầu sự che chở. Con cũng xin nương tựa Kim Cang Tạng Bồ Tát, người mà tất cả ma quỷ sứ thần của dạ ma đều sợ hãi chạy trốn. Bao lần con đã quên lời dạy của các ngài, ngày nay đứng trước hiểm nạn sợ hãi, con trở về nương tựa với các ngài, xin hãy mau cứu con. Nương tựa vào Phật, giáo pháp và Tăng, ở đây là chư vị Bồ Tát. Có một cái điều rằng là khi mình thấy được cái nhân quả xấu ác do cái nghiệp mình tạo á, mà biết nương tựa thì cái tâm lý của mình nó vững hơn, cái lòng của mình nó yên ổn, và cái đời sống của mình nó có được một cái sự tốt đẹp hơn, mở ra định hướng một hướng đi cho cái cuộc đời của mình. Nên cái, đây là trên phương diện về tâm lý và về phương diện xã hội nó rất là hay.
Sở dĩ tạo tội, ở đây chúng ta có những cái nhận xét như thế này. Sở dĩ tạo tội là vì không làm theo lời dạy của các bậc giác ngộ. Đây là một cái thực tế là không tin, không làm theo, không thực hiện theo á, thì chúng ta sẽ bị dắt dẫn bởi những cái tập khí, thói quen, phiền não và cái tham ái của mình. Do đó không tin, không làm theo, cho nên mình mới tạo nên tội lỗi. Thứ hai, cần phải phát huy sức mạnh nương tựa bằng cách quy y Tam Bảo. Tức là muốn tạo cho mình một cái sức mạnh, một cái sự nỗ lực vươn lên, thì mình phải có một cái sự quyết tâm để quy y đối với Tam Bảo. Thứ ba, tất cả những hành vi tội lỗi có thể được bao gồm trong hai loại: những hành vi trái nghịch với Tam Bảo và những hành vi trái nghịch lại chúng sanh. Nếu có một cái gì gọi là lỗi lầm, sai lầm trong cuộc đời của mình á, chúng ta thử nhìn, thử xem xét thử, nó phát xuất từ hai cái góc độ thôi. Một là không có thuận với Tam Bảo mà đi ngược lại, đi lệch hướng, là bắt đầu sinh ra những cái nhân quả khổ đau. Hai là đi ngược lại với chúng sanh. Chúng sanh nghĩa là thiếu cái lòng đại bi, cũng như là thiếu cái sự trân quý tôn trọng á. Chứ còn nếu mà mình có lòng đại bi và trân quý với tất cả chúng sanh thì không bao giờ gây khổ đau cho chúng sanh đâu. Cho nên xét ra cũng từ hai cái góc độ đó thôi. Cho nên ở đây cái phần thứ hai là nương tựa vào Tam Bảo. Rồi cái phần thứ ba là cái năng lực đối trị, và cái phần cuối là sức mạnh của đối trị và phát nguyện, thì hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu nữa. Tại cái phần này nó quan trọng á. À. Cho nên sám hối là không chỉ ăn năn, không chỉ là nương tựa, mà còn có cái pháp đối trị, chuyển hóa. Bữa giờ đại chúng viết được nhiều chưa? Sao vậy? Không biết viết cách nào hết á? Viết từ đâu? Trong kho có thông báo. Dạ, bình thường là ông phòng mình thông báo 8-10 trang, nhưng tùy với họ cho thêm một bó. 8-10 trang là đến mấy? Nói sơ về bài của tụi cho biết thầy cô này, tại nhiều người cũng không biết cách làm sao. Cái phần tiểu luận thì chúng ta nên có một cái soạn ra cái dàn ý, dàn bài những cái ý lớn, ý phụ á. Và thường thì nó cũng có ba cái phần: phần mễ đề, dẫn nhập, cái phần nội dung và phần kết luận. Thì dẫn nhập thì tùy theo, còn cái nội dung á thì ví dụ mình chọn một cái chủ đề, ví dụ Bồ Đề Tâm hoặc là Sáu Pháp Ba La Mật hoặc là cái lộ trình của Bồ Tát Đạo á, thì mình trình bày cái những cái khái niệm trước. Ví dụ Bồ Đề Tâm là gì, là theo cái truyền thống kinh điển này, kinh điển kia như thế nào, rồi mới đi qua cái Bồ Đề Tâm ở trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh. Và trong cái hệ thống coi như là thứ lớp tiến trình thực hành Bồ Đề Tâm trong Bồ Tát Hạnh thì gồm có những cái bước như thế nào, rồi chúng ta trình bày theo cái kết cấu của cái tác phẩm này. Tất nhiên cũng hơi khó là chúng ta đến cái chương thứ ba đó là bắt đầu phát khởi Bồ Đề Tâm nữa. Nó còn một cái phần Bồ Đề Tâm nữa. Cho nên rằng là, nhưng mà cái phần đầu thì chúng ta có thể làm được rồi. Cho nên là trong cái phần nội dung á, chúng ta trình bày cái khái niệm đó, cái ý nghĩa của khái niệm, ví dụ Bồ Tát Hạnh là gì, Bồ Tát Đạo là gì, hoặc là Ba La Mật là gì, vân vân. Mới bắt đầu mình đi vào trong cái tác phẩm này. Thì trong cái tác phẩm này, cái cấu trúc và sự trình bày của Ngài Tịch Thiên á, Ngài trình bày theo thứ lớp như thế nào, thì mình trình bày theo thứ lớp đó. Rồi sau đó mình có vài cái nhận xét đánh giá, có thể là đối chiếu so sánh với kinh điển, so sánh với bộ luận khác, so sánh với cái hiểu biết của mình,
về hoặc là nhận xét về cái sự trình bày tiến trình của Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh hoặc là Ba La Mật ở trong cái bộ luận này như thế nào, trong tác phẩm này như thế nào, tức là trình bày từ cái khái niệm, từ cái nội dung, rồi một vài cái nhận xét đánh giá so sánh của mình nếu có thể đối với cái nội đề tài đó, nội dung đó. Nên đại chúng nên soạn ra cái dàn bài dàn ý trước, rồi vừa đó mình mới làm thì từng bước nó nhanh hơn. Rồi chúng ta nghĩ khó hả? Tập nó tại nó mới. Nhưng mà có tài liệu, các vị dựa vào tài liệu thì được rồi. Hả? Dài quá hả? Không sao, nhưng mà cái cách trình bày mình thì nó cứ có cái gì mình trình bày theo cách mình riêng. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.